xác con người để đến nơi trần gian tăm tối, làm giá chuộc cao quý cho nhân loại. Đêm thánh là đêm con trời và con người gặp nhau ở hạ giới, trong một nơi tuy không sát cả bằng nệm ấm, chăn êm hay lầu son gác tía, nhưng đầy tràn dư dật tình yêu thương của Thiên Chúa. Tình yêu thương ấy tuôn đổ cho tất cả mọi người, không phân biệt màu da, chủng tộc, giới tính, sang hèn. Đêm thánh mà Chúa vào đời là đêm của tình yêu, đêm phước hành, đêm bình hòa, đêm an ninh. Để từ đêm thánh ấy, nguồn tình yêu và bình an của Thiên Thượng không ngừng chảy mãi cho nhân loại. Vũ khúc đêm thánh sẽ được trình bày qua các em thiếu niên. Thank you.
bình an dưới đất.